đi Cô Đa Sài Gòn thì nhân vật của Huy ở trong phim đó là Ba Chiến, một cô nàng cũng đậm đặn ác nhưng mà mình là ác ngầm, và cô nàng lại nói giọng hờ hẹ. Thanh Tú vừa mới xong ngày quay đầu tiên của Ba Thủy. Đối với Ba Thủy thì đó là một cô nàng rất là chân chua, đinh đá và ghét thì ghét ra mặt, nói chung là nhìn rất là khó ưa. Kim Lương xin kính chào quý khán giả. Có thể nói đây là một cái dịp mà cũng khá là bất ngờ. Sau 5 năm Kim Lương mới quay lại và quyết định nhận một cái vai diễn cho bộ phim Ba Sài Gòn của diễn viên điện ảnh Hồ Thanh Vân. Và sau khi mà được cơ hội đọc cái kịch bản á, thì nói thật là Kim Thư lại có một cái suy nghĩ khác, ước gì là mình được vào những cái vai nó nhiều hơn, tại vì cái kịch bản nó quá ư là hấp dẫn. Hi, xin chào tất cả khán giả của phim Cô Ba Sài Gòn. Khi mà Mai nghe nói rằng là cái vai diễn này là đóng một vai diễn là chính là một celeb rất là nổi tiếng thì thực ra nó không quá xa lạ đối với cái công việc hàng ngày của Hà Anh. Hà Anh nghĩ rằng là đối với cả một vai diễn như là Hà Anh thì chỉ có một cách là thực sự là tin tưởng công kịch, và đạo diễn sẽ miêu tả mình làm sao một cách đẹp nhất và hay nhất và lung linh nhất mà thôi. Liên quan đến áo dài, thứ nhất là áo dài, thứ hai là cả một cái nền văn hóa của thành phố Sài Gòn vào cái thời kỳ đó mà không có Thúy Miêu thì quá là sai. Tôi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cái năng lượng hay cái tinh thần tôi hướng về đấy, và cái điều mà những nhà đạo làm phim đang cố gắng làm, chúng tôi cảm thụ được lẫn nhau. Hiển là trưởng phòng thiết kế của công ty Helen, và Hiển gần như là một cái cánh tay đắc lực của Helen trong cái việc tạo ra những cái sản phẩm thời trang, những bộ sưu tập mới. Khi mà Kelly đi cast á, thì là Kelly đi cast vào vai của Như Ý, và Kelly nói là không thể nào Kelly làm Như Ý được, tại vì khóa bánh bèo rồi kiểu rồi Sài Gòn 50-70. Thì lúc đó Kelly nhớ hoài luôn, anh đạo diễn nói bây giờ anh cho em thử vai diễn nữa em làm được không. Thì lúc mà Kelly ra chỉ cần đọc 2-3 phút thì kêu ê cái này là em nè, y chang em vậy luôn. Đó là nhân vật học trợ lý của Helen. Khi mà anh nhận được lời mời của Ngô Thanh Vân thì Hà Anh không có do dự nhiều và nhận lời ngay, bởi vì Hà Anh trong đối với Hà Anh thì là Ngô Thanh Vân là một nữ nghệ sĩ cũng có một cái tác phong làm việc cũng rất là giống với Hà Anh, ở chỗ là rất là chăm làm, rất là cầu kỳ, rất là sáng tạo, rất là hay làm những cái thứ mới. Thế cho nên là đối với những người phụ nữ mạnh mẽ như là Vân thì Hà Anh tại sao lại không ủng hộ cơ chứ? Ngô Thanh Vân có một cái nhìn diễn viên khá là sâu sắc, khá là tốt, nên bạn ấy sẽ chọn những cái nhân vật cho nó thích hợp từng cái nhân vật trong phim. Thành ra là Kim Thư chỉ vào một cái vai khách mời rất là nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà vào một cái bối cảnh xưa, rồi được mặc áo dài và được làm việc với tất cả những anh chị em đạo cội á, thì nó gợi cho Kim Thư cũng nhiều cái nỗi nhớ về phim ảnh. Khi các bạn gặp phải một rừng áo dài, các bạn sẽ đầy cảm xúc. Áo dài trong mỗi người đều có một cái ký ức, và nhất là trong phim này chắc chắn là có nhiều thứ để xem lắm. Và nếu các bạn tò mò muốn biết Kiều Bảo Hân, cô ca sĩ như tôi trong vai, thì mời các bạn đến xem phim Cô Ba Sài Gòn vào mùa thu năm 2017 các bạn nhé. Tôi cho rằng đây là một bộ phim hot nhất của mùa thu năm nay 2017. Khán giả sẽ đến ủng hộ phim Việt Nam, ủng hộ anh chị em nghệ sĩ và nhất là ủng hộ diễn viên điện ảnh Ngô Thanh Vân cả nhà nhé. Mọi người ở đây rất là đáng yêu và chúc tin chắc rằng đây là một bộ phim rất là hay, mọi người hãy tới xem nhé. Cảm ơn về một sản phẩm giải trí chắc chắn là không bổ chiều nam cũng bổ chiều dọc cho công chúng và cộng đồng, và cảm ơn cho cái chuyến du hành ngắn của tôi đối với ekip, đối với đoàn. Mọi người nhớ đến xem Cô Ba Sài Gòn để xem những thứ rất khác nhé. Cũng vì trong phim này rất là thú vị, mọi người cùng đón xem Cô Ba Sài Gòn nhé. Hello, mình đang hải chiều ở lớp Cô Ba Sài Gòn.